Đàm phán đổ vỡ phút chót, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh không mượn được tuyển thủ Việt Nam. Adriano Smith tưởng chừng đã gia nhập câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh nhưng thỏa thuận đổ bể vào giờ chót. Nguồn tin của VTC News xác nhận việc câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh và Adriano Smith có buổi làm việc vào chiều tối mùng 3 tháng 7 cũng là hạn chót đăng ký cầu thủ mới cho giai đoạn 2 của V-League 2023. Tuy nhiên, thương vụ chính thức đổ bể khi hai bên không đạt được thỏa thuận về tài chính. Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh không sẵn sàng bỏ ra mức chi phí lớn với chỉ 1,5 tháng thi đấu của Adriano Smith. Trước đó, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh dành sự quan tâm cho hai tuyển thủ quốc gia là Adriano Smith và Cao Văn Triền. Câu lạc bộ Bình Định chỉ chấp nhận cho mượn Adriano Smith. Trung vệ mang dòng máu Đức cũng sẵn sàng thử sức ở một đội bóng mới. Ngày 3 tháng 7 là ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng giữa mùa và không có nhiều bản hợp đồng chất lượng được thực hiện vào giờ chót. Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh mới có được 8 điểm và họ rất nỗ lực để có thêm nhân sự nhằm hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chỉ bổ sung được thủ thành Patrick Lê Giang từ câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đội bóng thành phố mang tên Bắc đang xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng V-League, hơn 1 điểm so với đội cuối bảng câu lạc bộ Bình Dương. Ở nhóm trụ hạng, Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai đang là các đội bóng có nhiều lợi thế khi tích lũy được điểm số lớn. Chiến thắng bất ngờ tại vòng 13 V-League trước đương kim vô địch Hà Nội FC giúp Sông Lam Nghệ An có được 16 điểm. Nếu câu lạc bộ Bình Dương thua và Sông Lam Nghệ An thắng ở vòng 1 của giai đoạn 2, đội bóng xứ Nghệ sẽ trụ hạng. Tương tự như vậy, Hoàng Anh Gia Lai chỉ cần thêm từ 3 đến 4 điểm là có thể an toàn. Câu lạc bộ Đà Nẵng cho thấy nét khởi sắc khi đánh bại câu lạc bộ Công an Hà Nội. Với 10 điểm, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Đức chưa thể thoát hiểm nhưng sự tự tin là điều mà đội chủ sân Hòa Xuân có được.